Xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm ngày 17 tháng 12 năm 2020, mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Thương hiệu sủi thanh nhiệt Lipcool của công ty cổ phần Nam Dược đã vinh dự nhận giải thưởng Top 100 sản phẩm dịch vụ tin dùng năm 2020 với danh hiệu sản phẩm số 1 trong dòng sủi thanh nhiệt thảo dược. Với thành phần thảo dược và vitamin C, sản phẩm hỗ trợ giảm triệu chứng, nhiệt miệng, nóng trong, mụn nhọt, mẩn ngứa do suy giảm chức năng gan và đề kháng kém. Nam Dược hiện là đơn vị tiên phong trong phát triển vùng trồng dược liệu đạt chuẩn, tạo ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Động thái này cũng nhằm đón đầu xu hướng sống xanh, thuận tự nhiên, đáp ứng nhu cầu sử dụng các sản phẩm bảo vệ chăm sóc sức khỏe từ dược liệu ngày càng tăng tại Việt Nam.